Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin lực lượng Nga xâm lược Ukraine, tập kích nhiều thành phố. Các lực lượng của Nga đã bắn phi đạn vào một số thành phố ở Ukraine và đổ bộ binh sĩ lên bờ biển phía nam của nước này vào ngày thứ Năm. Các quan chức và truyền thông cho biết sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiến hành một loạt hoạt động quân sự đặc biệt ở phía đông mà ông ta hay gọi như vậy. Thực tế, đây là cuộc chiến xâm lược. Ngay sau khi Putin phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, những tiếng nổ có thể nghe được thấy trong bầu không khí yên tĩnh trước bình minh của thủ đô Kiev ở Ukraine, hãng Reuters đưa tin. Đây là hình ảnh những chiếc xe tăng di chuyển vào thành phố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết, tiếng súng nổ gần sân bay chính của thủ đô và tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố. Putin vừa phát động một cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine. Các thành phố bình yên của Ukraine đang bị tập kích. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro đã nói trên trang tweet của mình như vậy. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ukraine sẽ tự vệ và sẽ chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn chặn Putin. Giờ là lúc phải hành động. Tổng thống Mỹ Biden phản ứng về cuộc chiến xâm lược mà Mỹ đã dự đoán trước nhiều tuần, nói ông cầu nguyện cho người dân Ukraine khi họ phải hứng chịu một cuộc tấn công vô cớ và phi lý của lực lượng quân sự Nga. Ông nói thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công mà ông cảnh báo sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc về nhân mạng. Nga đã yêu cầu chấm dứt sự bành trướng về phía đông của khối NATO. Ông Putin đã nhắc lại lập trường của mình rằng việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu là không thể chấp nhận được. Ông nói rằng ông đã cho phép tiến hành các hoạt động quân sự sau khi Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ mình trước điều mà ông nói là các mối đe dọa đến từ nước Ukraine hiện đại, một quốc gia dân với 44 triệu người theo thể chế dân chủ. Nga không thể cảm thấy an toàn, phát triển và tồn tại với một mối đe dọa thường trực phát ra từ lãnh thổ Ukraine hiện đại. Ông Putin đã nói như vậy. Mọi trách nhiệm và về đổ máu sẽ nằm ở lương tâm thể chế cầm quyền ở Ukraine. Cũng chưa rõ ngay lập tức phạm vi đầy đủ của hoạt động quân sự của Nga chưa được rõ ràng ngay, nhưng ông Putin nói rằng kế hoạch của chúng tôi không bao gồm chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất cứ điều gì bằng vũ lực, ông nói. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin cảnh báo Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức nếu ai đó muốn chiến đấu với Nga. Phát biểu khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn tại New York, ông Putin nói ông đã ra lệnh cho lực lượng Nga bảo vệ người dân và kêu gọi quân đội Ukraine hạ vũ khí. Tổng thống Ukraine Zelensky nói Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào cơ sở hạ tầng và lực lượng biên phòng của Ukraine và những tiếng nổ đã nghe thấy ở rất nhiều thành phố và ngay cả tại thủ đô. Ông nói rằng thiết quân luật đã được ban bố và ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Biden. Truyền thông đưa tin các trung tâm chỉ huy quân sự tại Kiev và các thành phố ở Kharkov ở phía đông bắc đã bị tấn công bằng phi đạn, trong khi binh sĩ Nga đổ bộ vào các thành phố cảng phía nam là Odessa và Mariupol. Phe ly khai được Nga hậu thuẫn cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn ở Satya và Ukraine do Ukraine kiểm soát ở phía đông. Hãng tin thông tấn Interfax cũng đưa tin như vậy. Và các vụ nổ cũng làm rung chuyển thành phố Lykhai Donetsk ở miền đông Ukraine. Vài giờ trước đó, phe Lykhai đã yêu cầu Moscow giúp đỡ để ngăn chặn điều mà họ nói là sự gây hấn của Ukraine. Những tuyên bố mà Mỹ đã bác bỏ, đó là luận điệu tuyên truyền của Nga. Các lãnh đạo châu Âu cũng muốn Nga chịu trách nhiệm với các hành động quân sự vô cớ và phi lý của mình. Nga đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phá hoại sự ổn định về an ninh châu Âu cũng như toàn cầu. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Ukraine Dmytro. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch, rút quân đội khỏi Ukraine và hoàn toàn tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền độc lập của Ukraine. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen và lãnh đạo Hội đồng châu Âu ông Charles Michel phát biểu như vậy. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg cũng chỉ trích Nga rằng chọn con đường gây hấn
chống lại chủ quyền, lãnh thổ một quốc gia và đã vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh khu vực, mạng sống của vô số người dân. Thủ tướng Bỉ Alexander thì gọi tình hình hiện tại tại Ukraine là giờ phút đen tối nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thế giới lần thứ nhất, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì kêu gọi trừng phạt bổ sung Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine cũng khẳng định đoàn kết với Ukraine. Trong phản ứng sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga dừng tấn công. Nhân danh, nhân đạo, đừng cho phép nổ ra cuộc chiến có thể là nghiêm trọng nhất từ đầu thế kỷ này tại châu Âu, phải chấm dứt xung đột ngay, ông Guterres chia sẻ. Vào ngày 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng đang theo dõi sát tình hình ở Ukraine và nói rằng họ lo ngại an ninh của tất cả các bên cần được tôn trọng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãng tin này đã nói như vậy, dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh cũng khẳng định sẽ không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào, cũng như kêu gọi tất cả các nước cùng bảo vệ an ninh năng lượng. Hãng tin Reuters thì cho biết Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev đã kêu gọi người dân ở trong nhà và treo cờ Trung Quốc trên xe nếu phải đi ra đường. Pháp đã triệu tập cuộc họp quốc phòng về vấn đề Ukraine. Nga phải chấm dứt ngay chiến dịch quân sự. Tổng thống Pháp Macron đã viết như vậy trên trang tweet. Còn Thủ tướng Nhật Bản Fumio thì nói cuộc tấn công của Nga và Ukraine đã làm rung chuyển nền tảng trật tự thế giới và khẳng định sẽ phối hợp với các cộng đồng quốc tế gồm Mỹ để phản ứng. Nga đã khởi động tấn công quân sự chỉ vài ngày sau công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa tự trị tự xưng là Donetsk và Luhansk tại vùng đông Ukraine. Hai vùng ly khai vốn chiếm phần lớn diện tích của Donbass và đã yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự. Trong tuyên bố của mình, ông Putin nói rằng mục tiêu của hoạt động quân sự là bảo vệ những người đã chịu 8 năm diệt chủng của chế độ Kiev. Đây rõ ràng có liên quan đến cuộc biểu tình rầm rộ tại Ukraine lật đổ cựu tổng thống Viktor thân Nga vào năm 2014. Ông Putin cũng nói rằng Moscow sẽ tìm cách phi quân sự hóa và giải trừ phát xít Ukraine. Chứng khoán toàn cầu và lãi suất trái phiếu Mỹ cũng giảm trong khi đồng đô la và vàng tăng vọt sau bài phát biểu của ông Putin. Dầu lần đầu tiên cũng tăng vượt ngưỡng 100 đô la mỗi thùng kể từ năm 2014. Đây là hình ảnh khu vực chính phủ và phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Chỉ số này của Tokyo cũng mất 2,4%, chứng khoán tương lai của Mỹ cũng giảm mạnh với chỉ số S&P 500 giảm 2% và Nasdaq giảm 2,5%. Thị trường tin rằng Nga giờ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây quá yếu. Giám đốc chiến lược tại Ngân hàng Quốc gia Úc nhận định như vậy. Mối lo thực sự là châu Âu sẽ bị ngắt nguồn khí đốt từ Nga. Châu Âu không thể đối phó với cú sốc đó và sẽ phải kìm hãm nhu cầu, điều sẽ khiến cho kinh tế suy yếu. Giá nhiên liệu cao hơn trong khi đồng rút thì tụt dốc, điều đó gây ra tâm lý sợ rủi ro. Ông Atris đã đánh giá thêm như vậy. Khi một trong những cuộc khủng hoảng an ninh hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu trở nên tồi tệ hơn, Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken nói rằng ông tin Nga sẽ tiến vào Ukraine trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi phe ly khai ở miền đông Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ để đẩy lùi sự xâm lược. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine. Giá vàng đã lập tức tăng hơn 1,2%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 năm 2021. Đồng euro thì giảm 0,38%, trong khi đồng rúp của Nga giảm tiếp 0,3% so với đồng đô la Mỹ sau khi đã giảm hơn 3% vào ngày 23 tháng 2. Làn sóng bán tháo trái phiếu càn quét các thị trường tiền số cũng như vậy, kéo giá Bitcoin xuống còn có 35.197 USD, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lắp đinh trông lên biên giới với Việt Nam. Những hình ảnh video được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc hôm 18 tháng 2 cho thấy Trung Quốc đang cho gắn bẫy trông linh trên biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam.
Theo trang web của tỉnh Vân Nam, giới chức huyện Mã Quan đang tham gia các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Đây là huyện có cửa khẩu biên giới với các tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo trang tin, giới chức tỉnh này đã huy động quân đội, đảng viên và người dân tham gia tuần tra 24/24 giờ trong ngày, củng cố tuyến biên giới để ngăn ngừa nhập cư lậu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Đây là hình ảnh bẫy trông đinh trên biên giới Trung Quốc-Việt Nam do Trung Quốc lắp đặt. Với chính sách không COVID, Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng kiểm soát biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, nước này thời gian qua đã cho xây dựng các hàng rào thép gai và lắp camera cảm biến để xua đuổi người dân Việt Nam tiến lại gần biên giới hai nước. Hôm 6 tháng 11 năm 2021, YouTube Nguyễn Hoàng Nam, chuyên về du lịch và khám phá, đăng tải trên kênh của mình đoạn video về hệ thống hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng dọc biên giới khu vực mốc 439 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Vào hồi giữa tháng 9 năm 2021, một đoạn video cũng xuất hiện trên mạng Internet quay lại cảnh người dân Việt Nam và biên phòng Trung Quốc đối đầu đoạn hàng rào tại cột mốc biên giới số 57 ở tỉnh Lai Châu. Phía Việt Nam thì cáo buộc đối phương nối điện cao thế vào hàng rào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sinh sống gần đó. Trước đó khoảng một tháng cũng xuất hiện một video quay lại cảnh một toán binh lính biên phòng Việt Nam ngăn chặn quá trình xây dựng hàng rào của phía Trung Quốc với lý do là xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Năm ngoái, dọc theo biên giới của Trung Quốc với Việt Nam, một hàng rào cao 12 feet, tức là tương đương khoảng 3,6 mét, đột ngột được xây dựng rất nhanh. Cũng bài báo này cho biết, tại tỉnh Quảng Ninh, nơi có dân tộc Dao sinh sống giáp với tỉnh biên giới Trung Quốc, một hàng rào thép gai sắc nhọn và chắc chắn đan xen với dây thép gai cuộn được Trung Quốc dựng lên chạy suốt trên các đỉnh đồi dọc theo biên giới với Việt Nam. Đây là hình ảnh hàng rào thép gai sắc nhọn đan xen với dây thép gai cuộn được phía Trung Quốc dựng lên dọc theo biên giới Việt Nam. Hàng rào thép gai này cũng được trang bị camera theo dõi cùng thiết bị chiếu sáng và có vẻ như nó vẫn đang được phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm. Từ khi có hàng rào ngăn biên giới này, người Việt Nam không còn mạo hiểm sang chặt cây nữa. Bài báo phỏng vấn một người dân Việt Nam sống gần khu vực này cho biết như vậy. Nó cũng ngăn cản người dân bản địa Việt Nam sang các vùng đất giáp danh thuộc Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu. Hàng rào này được ví như nhà tù, theo lời của một người dân Việt sống tại Lào Cai. Tại cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 12 về tình hình ùn tắc xe hàng của phía Việt Nam xảy ra ở cửa khẩu Trung Quốc, tham tán thương mại Hồ Tòa Cẩm của Trung Quốc cũng nói về chuyện Việt Nam cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư hiện đã bị đình trệ về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tức là hàm ý các mặt hàng tiểu ngạch bị đình trệ một phần do phía Việt Nam. Thông tin về hàng rào biên giới Việt Nam-Trung Quốc từ Bộ Công Thương Việt Nam được đài báo nước này bình luận là bất ngờ. Trước đó, trên đài BBC tiếng Việt cũng đã đưa tin về tình trạng ùn tắc hàng hóa Việt Nam ở cửa khẩu với Trung Quốc. Tới ngày 26 tháng 12 năm 2021, tình trạng hàng hóa Việt Nam mắc kẹt ở biên giới Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng, với hơn 5.000 container tắc ở biên giới, dù Việt Nam đã có 50 cuộc hội đàm với phía Trung Quốc, theo tờ báo Vietnamnet chia sẻ. Tính đến ngày 21 tháng 12, đã có khoảng 6.000 xe vận chuyển, chủ yếu là hàng hóa nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, đang phải nằm chờ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh dòng xe tải chở nông sản nối đuôi nhau dọc theo đường ra cửa khẩu Tân Thanh. Vietnamnet ghi nhận 1 vạn tài xế Việt Nam vật vã ở biên giới trong tháng cuối cùng của năm vì xe hàng của họ bị kiểm tra chặt, khó nhập cảnh vào Trung Quốc. Tình trạng ùn tắc xảy ra trong một tháng lại đây, chủ yếu ở các cửa khẩu hữu nghị Tân Thanh, Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn và một số điểm thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, cho biết nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid. Theo đó, một số cửa khẩu như Tân Thanh và Hữu Nghị, phía Trung Quốc yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe chuyên trách, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR định kỳ 3 ngày trên lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc,
và phải đi về trong ngày niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông quan hàng hóa chỉ đáp ứng từ 20-25% so với bình thường, theo báo Quân đội Nhân dân đăng tải. Hôm 2 tháng 2, trang Hải quan Online tường thuật tiếp, Văn phòng Ủy ban Hiệp hội Mậu dịch Kinh tế Đối ngoại thành phố Bằng Tường đã có thông báo về việc bố trí thông quan dịp Tết Nguyên đán tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan và lối mở Pò Trải. Theo đó, nhằm làm tốt công tác bố trí thông quan hàng hóa, phía Trung Quốc cho biết kể từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022 sẽ bố trí tiếp nhận thông quan hàng hóa đã đăng ký trước. Một số tài khoản trên mạng xã hội tiếng Trung và tiếng Việt những ngày gần đây cũng đăng tải đoạn video được cho là quay cảnh binh lính hai bên lãnh thổ Trung Quốc đang ném đá sang bên kia thuộc biên giới Việt Nam. Đây là hình ảnh lính biên phòng Trung Quốc đang ném đá về phía một xe múc đang làm việc ở phía Việt Nam. Video được cho là góc quay từ phía Việt Nam, không nói rõ địa điểm, có thể thấy 8 binh lính Trung Quốc mặc quân phục giống với trang phục chống bạo động, với đội mũ bảo hiểm, đồ che mặt và cả khiên chắn. Những binh lính này đứng bên phần biên giới Trung Quốc liên tục ném đá sang bên bờ bên kia sông, tức là lãnh thổ biên giới của Việt Nam, nơi có hai xe xúc đất đang thi công nhưng không có binh lính nào. Chỗ bờ sông, 8 binh lính Trung Quốc đứng ném đá, cũng có một nhóm công nhân cùng xe cơ giới đang thi công đắp đá bờ kè với hàng rào thép gai kiên cố, vây quanh được gắn camera. Những người này có vẻ không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. Ban tiếng Trung của đài BBC tại London sau khi tìm hiểu câu chuyện đã cho biết không thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cũng không thấy các mạng xã hội đề cập. Nhưng có một vài tài khoản mạng xã hội của người Hoa tại hải ngoại đăng lại một đoạn video có vẻ dựng nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin ngày 4 tháng 1 của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do nói rằng vụ việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới. Tuy nhiên, người đăng tải clip là tài xế xe ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng trên bờ kè biên giới ở Lào Cai. Trả lời đài BBC tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung Quốc học, thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội, chuyên theo dõi thông tin trong nước của Trung Quốc cho biết cũng không thấy truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc đưa tin về sự kiện này. Đây là hình ảnh nhóm công nhân của Trung Quốc đi dọc theo hàng rào để gắn thêm thiết bị chống người Việt Nam xâm nhập. Nếu là xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì chuyện chỉ dừng lại ở đây, bà Lan nói tiếp. Bà Tuyết Lan cho biết thêm, trên mạng thấy một số tài khoản viết tiếng Hoa bình luận về video này. Theo bà, có tài khoản tiếng Hoa nói địa điểm xảy ra xung đột là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Có tài khoản thì nói 8 người ném đá vào công nhân Việt Nam đang thi công là bộ đội biên phòng của Trung Quốc. Như thế, hiện vẫn chưa rõ vụ việc cụ thể xảy ra ở Lào Cai hay Quảng Ninh. Mới đây nhất, một thành phố ở tỉnh Quảng Tây đã bêu rếu 4 người Trung Quốc bị cáo buộc là giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước họ, theo bản tin BBC tiếng Anh hôm 29 tháng 12 năm 2021. Trang tin của nhà nước Guangxi Daily cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm qua biên giới và khích lệ tự tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Quốc thì mô tả tình hình dịch COVID ở khắp khu vực biên giới với Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp.